À, xin chào đến cô chú anh chị. Hôm nay thì mình trở lại chùa Kim Phước để mà thăm lại những cái hoàn cảnh cơ nhở và cũng như là các cháu nhỏ ở đây. Đồng thời là mình cũng xin phép là mình trả lời đến với một số cô chú anh chị mà liên hệ đến mình hỏi là làm cách nào, như thế nào, giấy tờ đồ như thế nào để mà được vô lưu trú ở chùa Kim Phước. Thì nếu mà có duyên á, thì mình sẽ gặp một người đại diện ở đây để mà trả lời cùng với mọi người về những cái phần giấy tờ. Nhưng mà trước mắt thì mình sẽ thăm lại những cụ bà, những chú bác, các em nhỏ xem là hôm nay tình hình sức khỏe như thế nào, cũng như là mình thay mặt một số mạnh thường quân gửi tặng cái khoản tiền đến cho chùa Kim Phước để có cái tiền mua tả sửa những thứ cần thiết cho bà con ở đây. Xin mời cô chú anh chị hãy theo dõi tiếp cái video. Kính thưa mọi người, thì mình vừa mới vô trong chùa thì gặp được sư thầy. Thì hôm nay thì cũng có những cái phái đoàn của Phật tử á, thì họ đi ở trên Vĩnh Long rồi đi về ghé ngang đây, thì nên là cái thời gian thì cũng không có được nhiều, tại thầy cũng phải hướng dẫn Phật tử để thăm cho những cái hoàn cảnh cơ nhở ở đây. Thì con xin phép là con xin thầy ít phút thôi ha. Đã. Hôm nay thì con thay mặt cho một số mạnh thường quân ở trên kênh của con xin phép là con đại diện ở trên kênh của con đó, rồi con thăm bà con ở đây, rồi cũng đại diện cho mạnh thường quân, con gửi đến cho bà con ở đây, thì nhờ thầy có thể là mua tả sữa hay gì đó cho bà con ở đây giùm con ha thầy. Dạ. Thứ nhất là nhóm bạn cu bèo ở New Mexico ở Mỹ là 2,7 triệu. Thứ hai là một chị ở phường 11 quận 6 là 1 triệu. Thứ ba là của cô Châu ở Củ Chi là 1 triệu. Thứ tư là shop Hoa Kiều Nhi ở Bình Tân là 500 ngàn. Và cuối cùng là của chị Phấn ở quận 11 là 300 ngàn. Thì tổng cộng là 5 triệu rưỡi. Nói thầy. Dạ. Thì con gửi thầy ha. Mọi người thông cảm nha. Tại vì thời gian có hạn đó. Thầy phải dẫn quý Phật tử. 2,5 triệu rưỡi. Dạ. Rồi thôi, để cho tôi đọc cái tên cho. A Di Đà Phật. Kính thưa chú, con tên Sinh. Sinh cũng như chú, hôm nay là ngày âm lịch là 18 tháng 12 năm Nhâm Dần. Chú xin đại diện cho quý liệt vị Mạnh Thượng Quân đã coi trong kinh YouTube đã biết là đạo tràng chùa Kim Phước có cô mang là hơn 80 vị, tính luôn bên nay công quả và làm luôn là 98 vị và 37 trẻ em. Trong lúc mùa dịch vừa qua, quý vị cũng rất là khó khăn về vật chất lẫn tinh thần, nhưng nghĩ cái tình linh sơn pháp lữ mà nơi đạo tràng chùa Kim Phước đã cô mang, nên quý vị nhín ăn bớt mặt để tặng số tiền để cho Kim Phước lo hàng ngày cho quý vị ăn uống tả, hoặc hay bệnh tật hoặc hay là chết. Cho nên Kim Phước hai mặt toàn thể chư tăng xin thắp nén tâm hương nguyện cầu mười phương tam bảo, chư Phật, chư Bồ Tát thì lịch đại tổ sư quan giáng đạo tràng chứng minh công đức, nguyện đem cái công đức chia sẻ này xin hồi hướng kỳ an cho nhóm bạn cu bèo là 2,700,000. Dạ. Men chị có Mỹ bị tôi đọc không gần. Dạ. Và chị ở phường 11 quận 6 là 1 triệu đồng. Cô Châu ở Củ Chi là 1 triệu đồng. Shop Hoa Kiều Nhi là 500 đồng. 500 ngàn ở Bình Tân. Chị Phấn quận 11 là 300 đồng. Tổng cộng là 5 triệu 500 ngàn đồng. Thay mặt cho toàn thể chư tăng như nơi ban tổ chức, xin cảm niệm và tri ân sâu sắc, nguyện đem cái công đức
cúng dường chia sẻ này xin hồi hướng đến cổ quyền thất tổ cha mẹ nhiều đời được tái sanh về cõi an lành, cha mẹ được hiện tiền được tăng long phước thọ. Nhất là quý liệt quý có mặt hôm nay là chú Trinh ở chú Sinh với chú kia nữa được cùng quý vị sống một cái mùa xuân an lạc. Còn 12 ngày nữa là Tết Quý Mão đã đến, chúng ta hưởng một mùa xuân đầy hạnh phúc an vui. Chúc quý vị thành công mọi lĩnh vực. Một lần nữa xin cảm niệm và tri ân A Di Đà Phật. Dạ. Rồi. Bây giờ là thầy có xuống dưới để mà hướng dẫn họ ha. Dạ thì con cũng xin phép là con thay mặt mọi người cũng chúc cho thầy cũng nhiều sức khỏe để mà tiếp tục để mà đồng hành cùng với lại bà con ở đây. Hôm nay thì chắc có thể là thầy trò mình không có tâm sự được nhiều thôi. Để dịp khác rồi con sẽ gặp lại thầy. Một cảm niệm công đức vậy chứ. Cho con mượn lại cái mic nha. Dạ. Con cũng sẽ đi chung với thầy với lại đi theo luôn đi. Dạ. Thầy sẽ dẫn chúng ta tới chỗ cái khu vực người lớn, khu vực đàn ông, rồi cũng có những cái trường hợp mà bị sức khỏe kém á mọi người. Đây mấy phần quà. Để ra đông, để ngồi anh đi qua. Mấy phần quà của bà con Phật tử á. Họ họ tới thăm. Để ra ta chụp hình. Dạ dạ. Đây là khu vực của Đây là khu vực của bên Nam, những người đã mất sức lao động được ở đây tổng cộng gần 40 người. Hiện giờ đang nằm bên kia còn 15 người nữa để chúng ta đi qua tiếp. Đó là nằm một chỗ, còn đây còn nhích tới nhích lui được. Đây vậy là cũng mừng quá có nay thầy đồng hành thêm chúng ta thêm ở những cái khu vực tiếp theo ha mọi người. Con quên đó thầy. Có nghĩa là chút xíu đó, thầy cho con với mọi người biết chút xíu về những cái gọi là những cái thủ tục mà ví dụ như bà con có thể là đến đây á thầy. Nếu mà gia đình cái khó khăn mà không còn khả năng để mình chăm sóc được nữa thì thứ nhất là ở đây có ví dụ như nhờ chính quyền giới thiệu giống như gia đình này, ông này ông khó khăn hoặc không có người chăm sóc hai bà nói dụ vậy, rồi chính giới thiệu ký tên đóng dấu vậy thôi rồi về đây cái mình nhận. Hoặc ở đây có cái đơn của xin vào máy ấm rồi mình lấy cái đơn đó về chính quyền yêu cầu phường xã hay là công an hay là nói chung là có cái mộc đỏ để chi để là đó là một cái bằng chứng là người này đã xin vào nó như vậy để cho vậy thôi hả chứ không thôi. Có cần nhiều không có cần nhiều gì. Còn giấy tùy thân thì bắt buộc phải có ví dụ chứng minh hay là hộ khẩu vậy ha. Còn nếu không có thì chúng tôi phải mời công an đến đặng mà như cái như vậy này nè, ông này nè, ông ở ngoài Quảng Ngãi nè. Rồi ông đi làm biển ở dưới tỉnh Tiền Giang mình. Nhưng mà đi trên đường đi làm rồi cái bị té giờ mất sức lao động mà lại tâm trí không được chu đáo lắm. Ăn phải mỗi lần ăn ông phải bắt bà cụ này đút nè, chứ hồi ông múc không được. Bị nó muốn cái tay nó mất cảm giác. Còn cái lứa tuổi thì như thế nào? Không phân biệt lứa tuổi. Không phân biệt lứa tuổi, không phân biệt là bệnh tình gì hết á. Và giờ nằm liệt một chỗ cũng vẫn còn vẫn... trẻ em mà bị kiểu là bị thiểu năng hay là bị cái gì tất cả mình cũng nhận hết luôn. Nếu ai bỏ rơi thì cái đó phải làm đủ thủ tục giấy tờ. Cái đó nó khó hơn. Còn ở đây là không khó. Như ông này ông không có giấy thì thân với thân bị mất tiêu hết trơn. Rồi giờ mới nhờ công an phải lại xác minh với những người đứng gửi phải chịu cái trách nhiệm là vậy đó, để sợ sau này của gia đình không có cái gì khó khăn thì đây có người ta gửi cái gì làm gì làm phải mình làm đúng thì vô đây không phải không có đội trường phải đóng nhiêu không có vụ đó không có gì nhưng mà mình phải làm đúng tuân thủ pháp luật ha để qua đây mình qua khu trẻ em đi cho mình đồng hành cùng với lại vô đây cũng được quay cái
thôi đưa ổng cha bự luôn. Là đây là 15. Người không thích thì tôi để lại tôi xích. Không có tự xích. Được. Ông nào mà xích không được thì để lại cho người ta ấy chứ để rồi. Để nhờ các bạn quay phim đi sâu vô chút xíu nữa. Đây để chờ ổng. Ai xích được thì ai xích chứ tôi đâu rảnh được tôi xích từ người đi. Nhớ ông chú sinh ở cây lại nè, ngày mới nhớ ông quên, bệnh giờ không nhớ. Nhắc lại vậy đó, có khi cũng quên tuốt rồi, nói sự thật ra vậy đó. Ông này ông chăm kỹ lắm. Dạ. Đây sạch sẽ, nó nồng ai đi vô cũng khen. Dạ. Sạch sẽ. Là con đỡ là mũi vô. Không. Thôi con là tối ngày qua đây. Người ta cũng đi nhiều chỗ, nhiều nơi, người ta cũng thấy, ta thấy cho mình bị gì nuôi. Nuôi mà cái bằng nhờ cái của đằng Na Tính Thí. Chứ không phải của nhà nước mà nó nguyên tắc. Còn đây mà mình làm về đối với cái tâm của mình nó sạch sẽ vậy đó. Đây là khu khu trẻ em á mọi người, trẻ em với lại phụ nữ. Điếc lỗ tai quá đi. Khi nãy ở bên cái khu trẻ em đó thì thật sự là được bà con Phật tử rất là yêu quý, nên là ở bên đó thì thật sự là bây giờ rất là đông, nên là bây giờ sư thầy sẽ dẫn chúng ta tới khu của mấy cô mấy dì nha. Bên đây ngon Phật chào mấy cô nha. Dạ. Dạ. Ở khu phụ nữ ở bên đây đó thầy là được tính tới thời điểm này là chắc là 36 vậy. Dạ. Là tăng lên đó hả thầy? Dạ, tăng lên 36. Dạ. Chào mấy cô nha. Dạ. Hình như là ở bên cái khu đàn ông bên đó là bệnh tình nhiều hơn so với lại trong này cái con kia. Còn một phòng. Ở phòng trong đó đặc biệt trong đó giống như bên kia vậy. Ở kia. Còn ngoài này thì còn nhích tới đi lần lần đồ được. Có người Dạ. Ở ngoài đây thì còn đỡ chút xíu ha. Dạ, còn trong kia. Ủa là mấy cô nhận quà rồi đó hả? Dạ. Dạ. Thì con cũng lâu lắm rồi, khoảng hơn cỡ 2 năm cỡ 2 năm rồi. Mùa dịch. Con không có đến thăm mấy cô với lại thăm chùa. Dạ. Thăm chùa hôm nay con cũng đến thăm mấy cô, rồi con cũng chúc sức khỏe cho mấy cô mấy bà ở đây. Thì một dịp gần nhất nữa thì con sẽ trở lại thăm chùa của mình. Dạ. Dạ. Thôi mình đi ha thầy. Dạ. Em có thể nào cho anh với mọi người biết là em tên gì, rồi ở trong nhóm bà con Phật tử của mình là ở đâu xuống không? Dạ em tên là Hồng Trâm. Em sinh hoạt tại chùa Giác Quang ở Phan Văn Trị Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Còn chùa Kim Phước mình là vì sao mình biết tới ở đây? Dạ mấy cái này là do các sư thầy với lại các cô sắp xếp với sư thầy, sắp xếp với nhà chùa, rồi ghé thăm các cái điểm mái ấm. Đây là lần đầu tiên. Dạ đúng rồi, đây là lần đầu tiên tới cái mái ấm. Khi mà tiếp xúc với lại bà con ở đây, với lại đặc biệt là mấy cháu nhỏ đó, tại vì hồi nãy anh quan sát anh thấy là trong nhóm của mình đó thấy là rất là quý mến mấy cháu nhỏ ở đây, thì cảm xúc mình như thế nào khi mà đến chùa rồi thăm bà con ở đây? Dạ đây là lần đầu tiên mà em tới cái mái ấm này. Thời gian mà tiếp xúc với em cũng chưa có nhiều, nhưng mà trước đó thì em có đi nhiều mái ấm rồi, một năm cũng đi khá là nhiều lần, cho nên em thấy là thông qua những chương trình như thế này này thì mình cảm thấy là mình yêu cuộc sống này hơn, bởi vì là mình còn may mắn hơn rất là nhiều bạn nhỏ khác, cho nên là với lại mấy bạn nhỏ ở đây cũng dễ thương và được các sư thầy gọi là chăm sóc rất là cẩn thận, dạy dỗ rất là cẩn thận, mấy em rất là ngoan và lịch sự nữa. Anh cảm ơn nhóm của mình rất là nhiều nha. Hẹn mong một ngày nào đó nhóm mình đến lại chùa Kim Phước gần nhất nha. Dạ, chúc sức khỏe. Dạ. Sao anh nói sao? Mẹ đưa ra xe lửa phía trong Phú Thạnh gì đâu mà. Đâu? Em cũng nhà em cũng ở đường gầy xe lửa. Mày hôm giờ đó mà ta không dám nói. Nhìn thấy ở đâu? Lại hôm giờ đứng đây gì đâu mà thấy ở đâu? Hôm rày là thấy em ở đây rồi hả? À. Đường rầy xe lửa là ở đâu có đường rầy xe lửa? Có, từ dọc ngoài Phú Thạnh để vô. Ở đâu? Dạ, ở ngoài Phú Thạnh để vô. Phú Thạnh là ở huyện nào?
huyện Đức Phổ với huyện nào trai? Huyện Đức Phổ. Huyện Đức Phổ. À, Đức Phổ là ở ngoài Quảng Ngãi. Anh nói vậy rồi, nói cho rõ. Anh tên gì? Anh Hòa. Anh Hòa ha. À, Đức Phổ hả? Dạ. À, ảnh này, anh nói ảnh này cũng đoán đúng á mọi người. Anh nói là mày ở đường Rầy phải không? À, anh nói cũng đúng á, nhưng mà không phải ngoài Đức Phổ mà mình ở đường Rầy, mà đường Rầy ở khu vực Thủ Đức. À, anh nói cũng đúng rồi. À, thực sự là cũng giỡn vui thôi mọi người. À, như những cái trường hợp của anh. Dạ. Dạ. Như những trường hợp của anh Hòa đây á, ví dụ như là không có những cái nơi mà lưu trú ở như ở chùa Kim Phước á, thì cũng không biết là cái cuộc sống của mấy anh này như thế nào. Thực sự là mình mong muốn là mình có nhiều thời gian hơn nữa để mà đến thăm những cái chỗ trung tâm hay là chỗ lưu trú như vậy nè. Đó. Nhưng mà cũng thời gian không có nhiều. Thì thôi thì mình cũng mong một ngày gần nhất á, sẽ trở lại ở chùa Kim Phước, hoặc là song song với lại những cái máy ấm tương tự như vậy. Mong sao là những cái máy ấm như vậy sẽ cô mang được nhiều những cái trường hợp, những cái hoàn cảnh khó khăn ở trong cuộc sống. Một lần nữa thì cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào. Nhìn mày biết. hồi nãy là nhìn tới em, và giờ nhìn tới bạn quay phim. Bắt tay cái nha, thôi em chào tạm biệt nha. Mình gần nha mà, mình cùng quê Đức Phổ mà. Sao biết em ở Đức Phổ? Biết. Mình quê Đức Phổ mà. Dạ, thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở cái video sau. Thank you.